Hello, xin chào các bạn. Nay tôi có một món này, Memory Oil Lamp 75S, 75 giây à, của Towin là của công ty của Trung Quốc này, Quảng Châu, China, made in China. Đấy. Memory Oil Lamp 75S Storm Version. Đấy. Màu bạc cổ, bạc ngoài cổ vintage. Nặng khoảng 300 g. Đấy. Kích cỡ thì nó là 10 x 9 x 16 cm, nghĩa là hơi bị mini cute. Đấy. Đấy, giờ tôi sẽ mở ra cho mọi xem. Cái này là đèn bão nhỏ. Đây. Đấy. Để mang đi cắm trại. Đấy, hôm nay có anh em mang quà cho tôi này. Mở xem nào. Đấy, đóng gói rất cẩn thận. Đấy, trong đấy lại có một cái này nhá, trong hộp cát tông này. Đấy, hộp cát tông này thì nó có này, có 3 mẫu này. Đấy, 3 mẫu. Đấy, 75A, 75E và 75S. Đấy. Cái này, này là 75S. Gói rất cẩn thận. Trong này có đâu nhỉ? Đây là hộp rèn. Đấy, có giấy tờ hướng dẫn sử dụng vẫn đang dán, tôi chưa mở ra. Có thêm cả bấc luôn. Đấy, bị xịn. Mở ra nhá cho mọi người xem. Ui, đây. Đây, cái đèn bé tẹo này. Đấy. Cụ thể không? Chi là bé. Đấy. Chi là cute. Màu bạc. Đấy, Memory Oil Lamp. Của Trung Quốc làm phỏng lại cái đèn cổ ngày xưa ấy. Vì đèn cổ ngày xưa bây giờ không kiếm được nữa. Rất là hiếm. Và công ty này người ta làm cái đèn này. Đấy. Hoàn thiện rất chỉn chu này. Đây như kiểu còn stone wash. Đẹp thế. Đấy. Đấy. Đấy, có cả răng riếc luôn này. Đấy. Tôi chưa đốt thử. Đấy. Đẹp quá. Đây nhá. Rất bé. Rất chi là bé. Để gần một cái đèn của Đức nhá. Đèn Feuerherrn này. Đấy. Để cạnh này. Đấy, trông như ông cháu. Đấy. Bằng một nửa luôn. Đấy. Đi cam mà mang cái đèn này đi quá tuyệt vời, gọn nhẹ. Đấy, cho vào hộp gọn nhẹ luôn. Cái đèn này nó có răng cao su mà sao cái đèn của Đức nó bị chảy dầu nhỉ, nhưng có răng cao su nhỉ, có răng đấy, nhưng mà răng này vẻ kém lắm này, nghiêng rất là chảy dầu ấy. Đấy. Trung Quốc làm hoàn thiện tốt hơn cả Đức. Đấy, tôi sẽ test sau. Đấy. Này có tên này, Towin 20 bao nhiêu đây? Established 2019 à?
mới thành lập năm 2019. Một sản phẩm rất đáng để sở hữu cho anh em mà thích camping, mà muốn thắp đèn kiểu mơ ảo chiêu chiêu ban đêm. Đấy, xin giới thiệu mọi người. Rồi, xin cảm ơn.